Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Thay mặt tôi và gia đình tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều. Trong tuần qua thì như quý vị đã biết đó là tôi bị bệnh. Và cái căn bệnh địa điểm nó lại tái phát. Và kỳ này thì không phải ở cột sống nhưng mà bị cái thắt lưng. Và thật sự là người thì nói bị dây giãn dây chằng, người nó bị cơ, người nó bị khớp, nhưng mà chúng tôi quyết định là phải vào bệnh viện để mình chụp phim á, để mình xem coi là mình bị cái gì. Thì sau khi tôi nhập viện, thật sự là tôi cũng không muốn nhập viện, nhưng mà vì cớ nó đau quá, bởi vì cứ nghĩ là mình nằm mà mình ngồi dậy mình ngồi không nổi, rồi mình khi mình ngồi mình muốn đứng dậy mình đi mình cũng không đứng dậy được luôn. Phải dùng một cái ghế á, mình để trước mình, rồi mình phải mình tì trên cái ghế mình mới đứng đi được. Rồi mình đi mình cũng không đi bình thường, mình phải dùng cái ghế giống như cái ghế thành cái bốn chân vậy đó, mình đi từ từ. Nhưng mà cảm ơn Chúa là nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa thương xót. Thì sau khi vào bệnh viện thì xác định là tôi bị địa điểm cái L5S1. Thì bác sĩ nói bây giờ muốn mổ hay là muốn điều trị. Thì tôi nói thôi tôi không mổ, tại tôi biết cái địa điểm mà mổ á, là nó sẽ rất là nguy hiểm. Tôi quyết định là tôi sẽ giống như là mình vật lý trị liệu á. Thì bác sĩ kêu tôi phải nhập viện trong 2 ngày, họ tiêm thuốc giảm đau rồi họ vào nước biển, họ vào cái thuốc giảm đau. Thì tôi nằm 2 ngày sau đó thì tôi về. Và cảm ơn Chúa, rất là nhiều anh em từ mọi nơi cũng cầu nguyện cho tôi rất là nhiều. Thật sự là mình rất là vui vì vẫn còn có rất là nhiều anh em hội thánh, cùng anh em đồng lao nó gọi điện thoại để cầu nguyện cho chính cá nhân của tôi. Và điều mà tôi rất là vui đó là trong khoảnh khắc đó thì mình có thời gian mình suy gẫm về Chúa nhiều hơn. Mình thấy tay của Chúa ngày vù giúp. Và để quay trở lại vấn đề hôm nay thì có thể là đây là tuần cuối cùng của cái người Việt Nam của chúng ta ở trong cái Tết gọi là giống như Tết cổ truyền. Và chúng ta chuẩn bị một năm mới và tuần này là tuần mà nhóm cuối cùng. Cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng mọi sự lại làm ích cho kẻ mới Đức Chúa Trời. Đối với một số cái công ty á, thì người ta thường thường lên một kế hoạch cho một năm, mà người ta hy vọng trong một năm mới á, đầy sự phước hạnh. Dường như những cái sự cũ nó qua đi và nó dẹp qua một bên và hướng tới một cái năm mới. Năm nay mà là năm mà tôi và vợ chồng tôi cảm nhận rất là nhiều sự phước hạnh của Chúa ban cho. Phải nói có thể là nói là năm nay là năm mà phước hạnh lớn nhất. Đó là tôi được rất là nhiều anh chị em thương. Người thì cho được bánh chưng, người thì cho bánh tét, người thì cho được gà, cho gà ăn, người thì cho được mứt, bánh mứt. Và tối hôm qua thì lại một tin vui nữa. Có một cái anh đó, anh gọi điện thoại cho tôi, anh hỏi thăm tình trạng bệnh, xong rồi anh nói là anh cho địa chỉ đi, sáng mai tôi muốn gửi anh mấy cặp chậu bông để chân Tết. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Năm nay không có sắm sửa gì cả, nhưng mà Chúa lo mình hết luôn. Mình thấy có những khoảnh khắc trong cuộc đời của mình, nó gợi nhớ lại những cái thời khắc mà lúc mà chúng tôi bắt đầu khởi nghiệp làm gối á, làm cái bông sơ á. Tôi nhớ lại những năm đầu tiên mà khi chúng tôi khởi nghiệp. Vì biết hai vợ chồng chúng tôi không có tiền. Vào ngày 30 Tết á, thì vợ tôi phải gom tiền hết để trả cho bạn hàng, giống như mình lấy hàng mình buôn bán á, thì không còn tiền nữa, thì còn một ít tiền. Tôi nhớ buổi chiều hôm đó là buổi trưa, mình hiểu cái từ trưa 30 Tết không, có người ta đi đối với người Việt, người ta mua đồ hết rồi, người ta sắm sửa ông bà gì đó, mình thì cũng chẳng có cúng bái gì cả, nhưng mà không có tiền. Thì hai vợ chồng tôi gom được, nói thẳng luôn là còn một ít tiền thôi, còn phải nói là mua đủ nửa ký ba rọi, đúng không, mua được nửa ký ba rọi thịt, rồi có một xí gì đó để cho gia đình trong ngày Tết. Cũng chẳng có gì để sắm sửa, ta không có tiền. Nhưng mà phải nói là những cái năm đầu tiên mà chúng ta nghiệp rất là khó khăn. Và chúng tôi được ngày hôm nay là bởi sự ban phước của Chúa, bởi sự ơn phúc của Chúa. Và những cái khoảnh khắc đó, cứ mỗi dịp xuân về là chúng tôi lại nhớ những cái khoảnh khắc rất sâu động. Mình nói lên đây không phải là mình kể lại, nhưng mà mình nói lên đây để mình thấy rằng Đức Chúa Trời thành tín. Nhưng mà phàm ở trong cái thế giới này, nó đều có những cái quy luật, đó là quy luật gieo và gặt.
nó đều có quy luật mùa màng thời và kỳ, nó đều có những cái quy luật mà đối với cá nhân của chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta phải hiểu biết được những cái quy luật này thì chính cá nhân chúng ta mới được phước. Không có cái sự gì mà tự nhiên nó có cả. Tại vì chính cá nhân tôi từ những cái thời khắc khó khăn nhất, tôi cũng đã suy diễn trong cái tâm trí mình, sao mình khổ quá, mình cứ mắc nợ hoài mà mình không trả hết, mình cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó hoài. Rồi mình cũng thấy được những cái cảnh mà người ta tự nhiên tin Chúa xong, đang khổ tự nhiên tin Chúa xong, có bà con ở đâu á từ nước ngoài về cái cho một cục tiền cái trả nợ. Rồi đôi lúc mình suy nghĩ, ủa tại sao người ta đi đường người ta lụm tiền, mà thật sự tôi cũng nghĩ là ủa Chúa ơi không cho con đi đường con lụm được một giỏ tiền hay là một bọc tiền ai hết xong rồi đi trả nợ. Thật sự tôi lúc bây giờ tôi cũng vậy đó quý, tôi cũng là người bình thường giống như vậy, không biết quý có suy nghĩ giống hay không, nhưng mà tôi cũng vậy. Người ngoại thì người ta cầu may cho mọi cái vé số để mong rằng chúng cái đổi đời, nhưng mà khi mà mình đọc lời Chúa, mình học lời Chúa, mình thấy nó có những cái quy luật, mà quy luật đó nó được thiết lập từ khi sáng thế. Và buổi sáng nay tôi muốn rằng là một năm mới này chúng ta phải thay đổi cái tư duy, chúng ta phải thay đổi cái đời sống của mình, để rồi mình phải có một cái kế hoạch tốt hơn cho cái năm mới này. Trước đây vợ chồng tôi sống trong cái hoàn cảnh mà nợ, quý vị biết không, làm dữ lắm, nhưng mà nợ nó cứ lẫn quẩn hoài, hết năm này đến năm kia, mình không hiểu tại sao mà mình cứ nợ. Thật sự có những người mà nợ hoài, không trả hết, cứ hết năm này, hết năm kia, hết năm nọ, cứ hoài. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mình biết lẽ thật, mình làm theo lẽ thật, thì lẽ thật giải phóng mình. Buổi sáng nay tôi xin phép được ngồi, tại vì á tôi không đứng được cho nên tôi xin phép được ngồi, mà bác sĩ nói tôi cũng không được ngồi lâu, cho nên quý vị cũng yên tâm, quý vị sẽ nghe lời Chúa không có cần phải lâu đâu. Không cần phải lâu, tại tôi cũng không được ngồi trên tiếng, không được đứng trên tiếng mà không được ngồi trên tiếng. Trước khi nghe lời Chúa tôi xin được phép cầu nguyện. Con kính lạy Chúa Thánh Linh, con dâng thì giờ này trong tay của Chúa, để xin Chúa ngày chúc phước cho lời này đến với ông bà trẻ em con, để cho chúng con có lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng chúng con. Chúng con không muốn sống trong một đời sống mà cứ bận cực, thiếu thốn, khó khăn, rồi những cái nan đề cứ tới tấp tới cuộc đời của chúng con. Nhưng chúng con muốn có một kế hoạch tương lai sâu hơn, xa hơn cho vương quốc của Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng con trong giờ này. Và nếu trong chúng con có điều gì được, có điều gì không đẹp lòng Chúa, xin Chúa tha thứ hết cho chúng con. Xin mở lòng của chúng con ra, và Thánh Linh của Chúa ngày đụng chạm lòng chúng con qua lời của Chúa. Xin hiện diện chúc phước cho chúng con trong buổi sáng nay. Còn dân thì giờ này trong tay của Chúa, Ngài tha thứ hết những sự vi phạm của chúng con, để rồi chúng con được chuyển tải những sứ mạng, những sứ điệp, những lời Chúa đến với bà chúng con trong giờ này. Chúng con nhận lãnh cúi đầu và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Buổi sáng nay chủ đề mà tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa đó là nguyên bốn nguyên tắc cơ bản của một năm mới. Chúng ta nghe rất là nhiều sứ điệp, nhưng mà thường thường một năm mới chúng ta phải có một cái kế hoạch. Thường thường chúng ta có một cái khải tượng hay là một cái hướng đi. Phải nói là chúng ta là những người mà Chúa thương chúng ta, Chúa cho chúng ta còn ở lại trần gian này. Tại vì Chúa còn sử dụng chúng ta, cho nên Chúa cho chúng ta ở lại quý vị. Vì đừng nghĩ rằng không có cái sự kiểm soát của Chúa, tất cả mọi điều đó là cái sự kiểm soát của Chúa hết. Và Chúa cho chúng ta còn ở lại là Chúa còn sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và thường thường mỗi năm như vậy á, thì chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều cái khó khăn mà nhân loại đang đối diện. Việc mà chúng ta thấy những cái nạn Covid hay là đại dịch nó chỉ là khởi đầu thôi. Và Kinh Thánh Chúa ghi cho chúng ta nó chỉ là khởi đầu của cơn khai ngán thôi. Nhưng mà sẽ còn đau quằn quại, đau thắt quằn quại. Vì chúng ta biết rằng nó chỉ là mới bắt đầu của những cái sự sắp tới. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng ngày của Chúa sắp gần rồi. Có thể ngày hôm nay tôi cầm micro tôi ngồi tại đây, nhưng mà có thể là trong vài ngày sau, hoặc là đêm nay ngủ sáng mai quý vị không gặp tôi, hoặc là không gặp bất kỳ anh em nào. Có thể là Chúa cất chúng tôi lên, vì điều đó mình cũng không biết, vì thì giờ của Chúa. Cho nên là Amos ghi lại cho chúng ta biết rằng khá sự sạn mà gặp Đức Chúa Trời. Cho nên là mỗi ngày của chúng ta phải thắt dầu của Chúa, thắt lòng của mình, để chờ đón cái sự tái sanh, sự đón nước của Chúa mà Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta. Bốn điều mà tôi gửi đến hội thánh của Chúa, đó thứ nhất đó là hạt giống, thứ hai đó là nước, thứ ba đó là đất, và cuối cùng đó là thời điểm, thời gian. Đây là bốn điều quan trọng nhất để chúng ta muốn đầu tư. Tất cả đây là một cái quy luật mà Chúa đã thiết lập.
từ cái sáng thế cho đến thiết lập rồi. Mà nếu mà chúng ta trình tự đi theo từng bước này, chúng ta sẽ thấy được cái tốt sự tốt lành của Chúa dành cho chúng ta. Cái gì mà nó trái với cái gọi là cái quy luật này thì nó sẽ thất bại hoặc là sẽ không tốt cho người ta. Cho nên thứ nhất là hạt giống, thứ hai là nước, thứ ba là đất, và thứ tư đó là thời điểm. Điều đầu tiên mà tôi muốn gửi hội thánh của Chúa đó là hạt giống. Tôi xin dở ra trong lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 1, từ câu 26 tới câu số 31. Tôi xin đọc trong cái bản Kinh Thánh 1925. Đó là Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng các vật sống hành động trên đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng: này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hộp mọc khắp mặt đất và các loài cây sinh quả có hộp giống ấy. Ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Các loài thú đồng, loài chim trời, các loài động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời thấy các việc làm thật là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Chúng ta hãy có một cái nguyên tắc cơ bản nhất, đó là hạt giống. Những giống loài đều phải sanh sản nảy nở, và đó là nguyên tắc mà Đức Chúa Trời thiết lập khi Ngài tạo dựng nên loài người. Nếu mà chúng ta có son sẻ đó, những phụ nữ mà son sẻ đó, chúng ta nắm chắc lời này của Chúa dành cho chúng ta. Amen. Tại vì đây là quy tắc của Chúa. Nếu mà chúng ta có son sẻ đó thì chúng ta nắm chắc lời này, tại vì đây là lời Chúa hứa. Chúa nói là tất cả mọi giống loài, vật gì có hơi thở, cỏ cây, những vật có gọi là hạt giống là hạt, nó phải sẵn sàng. Cho nên là chúng ta nắm chắc lời hứa thì chúng ta biết rằng nguyên tắc hạt giống đó là phải sẵn sàng, phải nảy nở, phải nảy nở ra gấp nhiều lần hơn. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái chức năng của cái hạt giống. Tại vì cái hạt giống á, nó có một cái chức năng, đó là làm sao để mà hạt giống đó phát triển, được nảy nở. Rất là nhiều sách ghi lại cho chúng ta biết là hạt giống nó chỉ là một thôi, nhưng nó có thể ra được sao 30, 60, 100. Nó không phải là việc mà sinh sản bình thường, nhưng mà nó sinh sản rất là nhân bội. Và có một thời kỳ Kinh Thánh ghi lại là khi mà đất nước đang gặp khó khăn, hoạn hán, thì Isaac đã gieo hạt giống và ông đã kết quả không phải là gấp đôi, không phải là gấp 10 lần, nhưng mà sao gấp 100 lần hơn, gấp 100 lần hơn quý. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái nguyên tắc hạt giống á, là khi gieo thì nó sẽ tự phát triển. Quan trọng nhất là hạt giống phải được gieo, quan trọng hạt giống phải được trồng, quan trọng hạt giống phải được đầu tư, thì hạt giống nó sẽ phát triển. Cái điều mà cốt lõi trong mỗi chúng ta trong năm mới này, chúng ta ngồi tại đây, chúng ta biết một nguyên tắc cơ bản là hạt giống phải được phát triển. Nhưng tôi xin hỏi một câu hỏi nhỏ thôi. Vậy trong chúng ta biết ở trong chúng ta có hạt giống gì? Đây là cái câu hỏi mà không phải tôi hỏi mà Chúa hỏi chúng ta luôn. Mỗi người Chúa cho chúng ta có một cái đặc biệt, cái yếu tố đặc biệt mà không ai giống ai hết á. Khi mà chúng ta đi vào những cái gọi là như đi xuất cảnh đó, và chúng ta nhập vào một cái nước sở tại, thì có nhiều cách để người ta phân định mỗi người khác nhau. Có chỗ á thì người ta sẽ dùng vân tay, tại vì vân tay mỗi người nó khác nhau hoàn toàn. Hoặc là cái con ngươi mắt của chúng ta đó, nó đều khác nhau vì, cho nên người ta sẽ chụp cho chúng ta cái dấu vân tay và con ngươi của chúng ta. Hơn 7 tỷ người, cho dù là anh em sinh đôi ha, vì hỏi cho dù là anh em sinh đôi nhưng đều có những điểm khác nhau. Vậy có nghĩa là mỗi hạt giống đều khác nhau. Cách đây mấy hôm có một vị mục sư họ gọi điện thoại cho tôi, họ nói: mục sư Hùng ơi,
ông có muốn nghe một tin mừng không? Tôi hỏi tin mừng gì? Ông nói với tôi, một sư Hùng ơi, tôi rất là vui vì tôi vừa đi gửi cái bản gọi là cái mẫu xét nghiệm của tôi để phân tích ADN và cảm ơn Chúa, tôi có nguồn gốc là người Do Thái. Wow, ông là người Việt Nam, ông là một sư Việt Nam, nhưng mà ông bỏ tiền ra để ông tìm nguồn gốc của ông, và bắt đầu khi ông gửi một cái phòng lab họ test á, họ đưa ra một số cái bản phân tích ADN thì gốc của ông vẫn là người có gốc gì đó người Do Thái. Tại vì gia đình ông thì những người chị em đều có gọi là con lai á, ông thì nhìn giống như người Việt thôi, nhưng mà ông lại có gốc của người Do Thái, nó có một cái ADN, một cái nhiễm sắc thể là giống như cái người Do Thái. Và chúng ta biết rằng chúng ta là Cơ Đốc nhân, ngày hôm nay chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có cái hạt giống gì. Và đối với người Việt Nam tôi rất là thích có một cái câu mà người ta nói là bán lúa giống á, vì hiểu cái từ bán lúa giống không? Có nghĩa là chúng ta cho cái gì cho, chúng ta làm cái gì làm, nhưng mà cái lúa giống của chúng ta đó thì không được phép cho, không được phép bán, tại bán là chúng ta mất hết tất cả. Vậy buổi sáng hôm nay tôi muốn hỏi quý vị rằng năm mới này hạt giống mà chúng ta cần gieo đó là gì? Tôi thấy có nhiều người đi với Chúa mà dường như mình không biết mình có cái ơn gì hết. Có không? Có nhiều người đi với Chúa mấy chục năm luôn mà hỏi quý vị có ơn gì để phục vụ Chúa. Tôi không biết tôi ơn gì cả. Rồi mình đi với Chúa nhiều năm mà mình không biết mình có cái ta lưng gì để mình phục vụ Chúa. Cái điều đó đó là mình phải xem lại. Mình xem lại, tại vì mỗi người nó đều có một cái bản thể, mỗi người có nhiễm sắc thể, mỗi người nó đều có một cái ưu mỹ mà người khác không có được. Và chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải phát hiện trong chúng ta hạt giống chúng ta có là gì. Và hạt giống đó nó cần phải nhân bội. Tôi thấy có nhiều anh em không phải ở đâu xa nhưng mà ở tòa hội thánh này, họ không làm gì hội thánh cả, nhưng mà họ biết họ có ơn dân hiến. Cứ mỗi lần mà hội thánh có chương trình gì là người anh em đó, thầy ơi cho em dự phần. Mà tôi thấy rất là rõ là khi mà bạn dự phần á thì Đức Chúa Trời ban phước cho bạn rất là đặc biệt. Amen. À, khi mà bạn tràn dân hiến thì Đức Chúa Trời ban phước, khi mà hoàn cảnh xung quanh có khó khăn, nhưng mà tôi chiêm ngưỡng một điều đó là gì? Gia đình bạn rất là được phước, chính cá nhân bạn được phước và gia đình bạn được phước. Cho nên chúng ta là có như ngày hôm nay, chúng ta phải phát hiện hạt giống mà Chúa ban cho mọi chúng ta. Thật sự nếu mà chúng ta không phát hiện được hạt giống của chúng ta, trong chúng ta là gì á, thì tôi xin thưa với quý vị trong buổi sáng hôm nay là một điều mà chúng ta cứ sống lẫn quẩn ngoài. Tại vì đó là bản thể mà. Cái đó là điều mà Chúa đã trao cho chúng ta. Chúa đã giao cho chúng ta cái hạt giống mà chúng ta không phát hiện trong chúng ta có hạt giống. Đó là điều mà rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. À, ở Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có một những nguyên tắc, đó là cái câu chuyện về con có một cái sự việc, đó là con ngựa đó thì khi con ngựa tác hợp với con ngựa thì nó sẽ sinh ra con ngựa, con lừa đó thì tác hợp với con lừa đó thì sinh ra con lừa. Nhưng người ta thử nghiệm và trong lời Chúa cách đây nhiều ngàn năm về trước, người ta đã tác hợp con ngựa lừa và con lừa, khi nó tác hợp thì nó sanh gì ạ? Nó sanh con la. Nó sẽ ra một cái giống loài khác. Và cái con la đó thì thật sự nó cũng không ra được bản thể của con ngựa, mà nó cũng không ra được bản thể của con lừa. Con ngựa thì rất là mạnh mẽ để cưỡi, để phi. À, nhưng mà con la đó là con không được phi giống như con ngựa, nhưng mà nó thồ đồ, nó vận chuyển hàng hóa rất là tốt. Sức của con ngựa có thể phi nước đại, nhưng mà thồ đồ thì không bằng con la. Người ta mới tác hợp điều đó và cuối cùng nó ra thành con la. Con ngựa và con lừa mới ra thành con la. Một buổi sáng nay tôi muốn kết lệ về một điều, đó là chúng ta là Cơ Đốc nhân. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện Chúa để chúng ta phát hiện trong chúng ta hạt giống chúng ta là gì. Và làm sao để xin Chúa Ngài chỉ cho chúng ta, Chúa ơi, con muốn gieo hạt giống. Con khi con phát hiện hạt giống thì con phải gieo hạt giống đó. Chứ ngày hôm nay chúng ta không phát hiện hạt giống thì làm sao chúng ta gieo?
mà tôi thấy rất là nhiều, tôi thấy rất là nhiều điều mà ngày hôm nay rất là nhiều cơ đốc nhân không tăng trưởng, không phát triển, không trưởng thành được vì cơ không biết mình có hạt giống gì. Cho nên là mỗi cá nhân của chúng ta là người bước đi với Chúa, mỗi ngày xin Chúa ngài cho chúng ta trở nên những người trưởng thành. Tại vì Kinh Thánh Chúa nói cho chúng ta biết á, là có nhiều điều mà chúng ta quan sát trong cái xã hội này. Chúng ta có một đứa con, mà khi mà chúng ta có một đứa con được sinh ra, ai chúng ta cũng muốn con mình bụ bẩm, con mình khôn lớn đúng không ạ? Ví dụ như bữa nay nó được 6 tháng, rồi 6 tháng sau nó trở thành 1 năm, 1 tuổi rồi. Thì 1 tuổi, sau này 2 tuổi nó phải khác 1 tuổi chứ. 1 tuổi thì nó biết gọi là bập bẹ, nó biết đi chập chững hoặc là nó biết bập bẹ. Nhưng mà 2 tuổi là nó phải biết nói tốt hơn. Và thậm chí là 3 tuổi là nó biết sành sỏi nó nói rồi và nó đi lại thoải mái rồi. Bắt đầu trở nên 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi nó vô trường học, bắt đầu nó biết phân biệt điều trái, điều phải rồi. Nhưng mà cơ đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay có nhiều người đi với Chúa, đọc lời Chúa mỗi ngày, học lời Chúa mỗi ngày, nhưng mà giống như là con đỏ vậy đó, không có biết phân biệt điều nào là trái, điều là phải. Mình hiểu cái đó là giống như là đứa con mà nó được học nhiều nhưng mà nó không có tăng trưởng trong cái thể xác không? Mình có hiểu hình ảnh của một đứa bé mà khi nó trưởng thành rồi á, nó lớn tuổi rồi đó, mà nó không được phát triển toàn diện trong cơ thể nó không? Thì cái đời sống cơ đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy đó. Thì chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải có hạt giống gì để chúng ta gieo. Thì chúng ta gieo thì nó mới kết quả. Hôm qua tôi có nói chuyện với một cái cô đó. Cô đó là một người tin Chúa cũng lâu năm rồi. Và cô nói là ngày Chúa Giêsu trở lại, mình được vào thiên đàng là hallelujah, cảm ơn Chúa rồi. Chỉ cần đặt chân vào thiên đàng đó. Nhưng mà tôi nói không, mỗi người khác hoàn toàn, sự đầu tư của mỗi người nó khác hoàn toàn, hạt giống mỗi người nó gieo khác hoàn toàn. Không có ai mà vào trong thiên đàng mà người này giống người kia hết. Người ta bỏ công sức đầu tư, người ta đầu tư tất cả tiền bạc, tài sản, cuộc đời người ta vào vương quốc thiên đàng của Chúa. Nó phải khác với cái người mà không quan tâm nước thiên đàng. Mặc dù người đó được cứu và Kinh Thánh đó là người đó dường như qua lửa, nhưng mà nó phải khác hoàn toàn. Và buổi sáng nay tôi muốn nói về một điều đó là chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta cần phải biết rằng trong năm nay chúng ta cần phải gieo cái gì. Nhưng mà trước khi chúng ta gieo á, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta có hạt giống gì. Có người có được ơn dâng hiến, hãy chuyên tâm mà dâng hiến. Có nhiều người có ơn chăm sóc, hãy chuyên tâm mà chăm sóc. Có nhiều người có ơn dạy dỗ, hãy chuyên tâm mà dạy dỗ. Có người có ơn thờ phượng, hãy chuyên tâm và thờ phượng. Có người có ơn về cầu nguyện, hãy chuyên tâm về cầu nguyện. Đó là những hạt giống quý vị. Hãy biết được trong chúng ta có hạt giống gì để chúng ta gieo. Còn nếu mà chúng ta không có biết hạt giống, thì hãy xin Chúa ơi, cho con biết trong con có hạt giống gì. Amen. Tại vì mình không biết hạt giống gì trong mình thì làm sao mình gieo. Mình không biết hạt giống gì làm sao mình gieo. Không có hạt giống thì không có thể nào gieo. Amen. Mình nhớ rõ cái câu chuyện người đàn bà Sunem không? Người đàn bà này còn gì? Còn gì vậy? Còn một ít bột, một ít dầu. Và khi đầy tớ Chúa đến, chỉ cần bà làm gì đó là đãi đầy tớ Chúa. Bà nói gì? Bây giờ tôi còn có chút xíu bột, tôi còn chút xíu dầu, tại khô hạn, hạn hán đói kém xảy ra, tôi còn có gì đó thôi, để thôi gia đình tôi ăn xong rồi chết luôn. Nhưng mà bà vẫn quyết lấy cái đó. Bà đãi đầy tớ của ngài, đãi tiên tri của ngài. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết không? Qua cái ngày hôm đó, Đức Chúa đã bày tỏ và Chúa đã ban phước cho bột không hết trong vò và dầu không hết trong mình. Có một chút xíu bột, có một chút xíu dầu thì mới có thể có những cái sự phát triển. Có hạt giống được gieo thì mới được phát triển. Và ngày hôm nay chúng ta phải là cơ đốc nhân, chúng ta biết điều đó. Đây là chúng ta phát triển làm sao trong chúng ta có hạt giống để chúng ta gieo cái hạt giống mà Chúa đặt trong chúng ta.
Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta đều có hạt giống, đừng bao giờ mà nghĩ rằng chúng ta không có hạt giống vậy. Có người có ơn phục vụ thì cứ phục vụ. Mình bất chấp, tại vì cái sự kêu gọi của Chúa dành cho cuộc đời của mình. Kinh Thánh ghi lại đó, hạt giống gieo nhưng mà nó gặp rất là nhiều sự ngăn trở, quý vị hiểu không? Rất là nhiều sự ngăn trở. Kinh Thánh ghi lại chúng ta có một hạt giống gieo vào 3-4 loại đất. Nhưng mà có khi hạt giống gieo gặp chim trời nó ăn hạt giống đó, rồi gặp đá sỏi đất đá nó chèn ép cái hạt giống đó. Thì không có nghĩa là khi mà chúng ta gieo hạt giống á là tự động nó phát triển đâu, không có đâu. Nhưng mà cái hạt giống đó cũng phải gặp rất là nhiều cái khó khăn. Nhiều khi tôi nhớ lại những cái giây phút mà tôi bắt đầu bước chân vào hầu việc Chúa. Hồi trước đây khi mà tôi tin Chúa tôi đâu có biết đánh đàn. Và cảm ơn Chúa là khi mà tôi bắt đầu tôi cầm cái đàn, tôi học đàn, tôi học mò và có một số anh em chỉ cho tôi vài cái hợp âm. Tôi cứ sàng, tôi nhớ cô Ngự rồi giờ cô tin Chúa rồi đó. Cái cụ thấy tôi đánh đàn, cụ nói tôi một câu: đàn gì đâu mà đàn thích, chả có nghe cả cái giống gì. Thật sự là lúc bây giờ là cô Ngự chưa tin Chúa, bây giờ cô tin Chúa rồi. Và thật sự đó có cô Ngự chứng kiến. Rồi sau đó hội thánh, lúc bây giờ tôi đang nhớ một hội thánh ở dưới Tân Bình á. Rồi cái người mà đánh đàn, chuyên đánh đàn Hà Vượng á, đi công tác xa, bắt đầu giao cái đàn về cho tôi. Hôm nay là tôi được vinh dự và được đánh đàn. Mọi người biết không, là ngày đó mà tôi mới biết được cái hợp âm mi thứ la thứ rồi gì bảy thôi. Bắt đầu ngày nó được giao cho đánh đàn là mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ ra. Tại vì lần đầu tiên trời nó bắt đầu hướng dẫn Hà Vượng. Lúc bây giờ thì nó không được điều kiện như bây giờ, hồi xưa là chỉ có cái đàn thôi. Đánh xong rồi bắt đầu xong chương trình hết, sàng xong hết rồi cuối cùng cảm ơn Chúa có nhiều người đến cũng nhìn tôi. Sau đó có cô kia, cổ nhìn xong cổ phán tôi một câu: đánh dở như mình không tiện nói, như mà trời đất đánh vậy. Bắt đầu tự nhiên mình tinh thần mình đang lên như vậy, bắt đầu mình tự xuống tinh thần. Và tôi nhớ rằng giây phút mà tôi gieo hạt giống, những hạt giống đầu tiên như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa là bởi ơn thương xót của Chúa và tôi bỏ cái điều đó ngoài tai. Cho đến bây giờ Chúa dùng cá nhân tôi ở trong vai trò thờ phượng, phục vụ Chúa, hầu vị Chúa trong sự thờ phượng. Đó là hạt giống ấy, hạt giống. Cho nên là chúng ta gieo á, chúng ta đừng có quan tâm cái chuyện mà người ngoài ta nói cái gì. Mình hãy biết rằng mình gieo cái điều đó cho Chúa, mình biết rằng Chúa đẹp lòng. Nhiều khi vị có được ơn về nấu ăn, vì nấu ăn. Có người nói trời nấu dở và nấu ăn ra gì chứ, bỏ ngoài tai luôn. Amen. Rồi nhiều khi mình phục vụ, mình làm cái điều này điều kia, mình không được tròn vai lắm, không được tốt lắm. Nhưng mà có nhiều người ta nói cái này nó kia không quan tâm. Chúa ơi, con có hạt giống đó và con muốn gieo. Xin Chúa làm lợi cho con để con hạt giống này mỗi ngày phát triển hơn. Rồi những người mà dâng hiến, quý vị biết không? Khi mà họ dâng hiến á, thì đâu phải là họ giàu họ dâng hiến. Cái người nào mà quá dâng cái một phần tư xu á, không phải là họ có vàng bạc châu báu họ dâng đâu. Nhưng mà họ chỉ có một phần tư xu thôi. Họ dâng cho Chúa. Ủa, cho Chúa chấm cái người đó đó là người đẹp lòng Chúa vì họ đã dùng hết khả năng có để dâng. Họ hy sinh điều đó cho Chúa. Quý vị đừng có nghĩ là quý vị bỏ dân hiến là cả triệu, thậm chí nhiều chục triệu, nhiều trăm triệu là Chúa đẹp lòng đó, không phải đâu. Nhưng mà những gì quý nhất, giá nhất trong cuộc đời của mình, mình xem nó là hạt giống mình gieo, thì Đức Rần Ngài sẽ dâng bội. Đứa bé chỉ dâng có 2 con cá và 5 cái bánh thôi. Nhưng mà Chúa dùng cái điều đó để làm lợi cho 5.000 người ăn, chưa kể người đàn bà và con nít. Có là hơn 8-9.000 người để trong cái buổi sự kiện đó. Với Chúa Ngài làm được tất cả mọi sự. Quan trọng nhất chúng ta phải có hạt giống để gieo. Và chúng ta biết trong chúng ta là hạt giống chúng ta là gì. Tôi xin hỏi vị có biết hạt giống của chúng ta có là gì không? Cô Trang biết, cô Trang có học giống đó. Ngồi đây mà mình chinh Chúa bao nhiêu năm mà hỏi hạt giống mình không biết mình có hạt giống gì. Cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu nguyện với Chúa và con biết. Con cần phải biết con có hạt giống gì. Không gieo thì không bao giờ gặt. Hãy nhớ một điều cơ bản nhất là không gieo thì mãi mãi không bao giờ gặt. Tại vì mình không gieo sao mình gặt. Cách đây mấy hôm thì để kết thúc cái phần mà hạt giống này thì có một cái người đó bị bệnh Covid. Mà cái anh này là anh ngoài Bắc á,
Anh vào trong đây anh làm ép dẻo á, làm chứng minh dân ép ngoài đường á. Thì khi anh bị Covid, mà người thân thì ở ngoài Bắc, gia đình, vợ con ngoài Bắc hết, anh mướn cái phòng trọ ở mình. Và khi bị bệnh như vậy á, thì cái ngặt cái nổi là cái bệnh này là không ai dám đến gần hết trơn. Và bắt đầu bị bệnh mấy ngày rồi sốt miên man. Và sau đó thì hai vợ chồng tôi đem oxy đem thử mình, đem lên. Một bình oxy hơn tiếng là hết bình rồi. Và cái lúc bây giờ oxy xuống tới 68. Tôi hướng dẫn cầu nguyện. Sau đó thì tôi về lấy thêm 4 chai oxy nữa. Mà thở quý vị, tôi thấy không ổn cho nên tôi quyết định là tôi đem vào bệnh viện. Lúc bây giờ thì tôi tư vấn, tôi hỏi tham vấn thì người ta nói là bây giờ phải trình lên phường, quận, rồi đó bắt đầu lên danh sách đó. Rồi bắt đầu mới nhập, coi nhập cái người đó ở tuyến Củ Chi thì phải nhập ở chỗ nào mới phù hợp. Thì người này thì nói cái cách này, người kia nói kia, tôi mệt quá. Tôi mới nhớ đến một anh bác sĩ mà lúc bây giờ là tự nhiên là chúng tôi đi làm từ thiện, chúng tôi làm thiện nguyện thì nhớ đến cái câu chuyện đó. Thì chỉ có cái anh bác sĩ đó là tự nhiên có cảm tình với nhau à. Mà mỗi lần là tôi đăng bài trong Zalo á là ảnh cứ like, ảnh cứ comment vậy đó. Cái xong mà tôi gọi ảnh mà ảnh không bắt máy. Rồi tôi mới gọi cho một mục sư mà đã từng đưa cái người bệnh Covid. Thì người mục sư nó hướng dẫn là bây giờ phải vào trong cái bệnh viện Trưng Vương á. Rồi đưa cái anh nó vào bệnh viện Trưng Vương thì đưa cấp cứu luôn. Chứ mình không có gì thì cấp cứu sẽ nhận cái hồ sơ đó. Rồi cái người này phải cần có người chăm sóc nữa. Thì tôi mới hỏi là bây giờ tìm một cái người chăm sóc như vậy sao. Thì bắt đầu tôi tìm thì người ta nói là bây giờ mướn một cái người mà chăm sóc cái người bệnh Covid á thì rẻ nhất bây giờ cũng phải 1 triệu một ngày. Nhưng mà bây giờ có người á, ta mướn 2 triệu một ngày. Và cái người mà chăm sóc phải là người bị bệnh hết, gọi là F0 hết bệnh á thì mới chăm sóc được, chứ người không hết bệnh hay chưa bệnh là không chăm sóc được. Bây giờ 2 triệu, 3 triệu một ngày á cũng không chăm sóc được. Thì tôi mới hỏi cái đứa mà hồi đó chăm sóc một bệnh nhân á, hồi trước đó chăm sóc 1 ngày 1 triệu. Bây giờ nó không chăm sóc nữa, hỏi sao? Tại vì lúc đó nó chăm sóc cái người đó xong người đó chết. Sợ quá đâu không chăm sóc nữa. Rồi tôi không biết tìm ai á, tôi mới gọi này. Xong cuối cùng cảm ơn Chúa, hai vợ chồng tôi đi trên xe chở cái người bệnh nhân đó. Ban đầu thì hỏi một anh bác sĩ quen là bây giờ đưa vô cái bệnh viện Xuyên Á đó. Anh hỏi tôi một câu với vợ chồng tôi nè, hỏi cái người bệnh nhân có lúa không? Thì từ có lúa không, tiền á, tức là đi vào bệnh viện là phải nhập, phải có tiền hết á. Tôi nói anh này anh nghèo quá, lâu lúa đầu lúa. Làm bây giờ mà cảm ơn Chúa, hai vợ chồng nói Chúa ơi bây giờ con dân cái bệnh nhân này trong tay ngươi Chúa, vì Chúa dẫn con đi, con không biết cách gì hết Chúa làm. Thì cảm ơn Chúa là trên đường chúng tôi từ Củ Chi đi về thì ban đầu cũng dự định đưa vào Xuyên Á hay là đưa vào bệnh viện Trưng Vương, nhưng mà trước đi về thì lập tức cái anh bác sĩ đó anh gọi điện thoại cho tôi. Anh nói sao có gì ông Hùng, tôi nói dạ anh có bệnh nhân vậy đó. Anh nói sao không, bây giờ cứ chở vô bệnh viện Dã Chiến số 6 đi, là bệnh viện ảnh đang quản nhiệm á, ảnh chịu trách nhiệm. Thì anh nó cứ đưa vào trong đó đi, tình trạng sao sao rồi tôi nói chuyện, anh nói chở về trong đó. Cảm ơn Chúa là trên đường đi thở hết chai nữa, hết chai oxy. Xe tôi lúc nào không có mấy chai oxy, thở hết chai luôn. Cuối cùng tôi nạp thêm dẫn vô thì họ nhận luôn bệnh nhân vào luôn, mà không có làm giấy tờ gì, chỉ là biết là họ tên rồi cho số điện thoại thôi. Mà cảm ơn Chúa vì Chúa làm. Và sau mấy ngày chụp hình chụp phổi đồ á thì cái anh đó anh cũng liên hệ, nói Hùng ơi bây giờ có cách nào, anh bây giờ có qua khỏi không, cái người bệnh nhân á có hỏi tôi qua khỏi không, nên anh cứ sống lạc quan đi, cầu nguyện và cảm ơn Chúa. Sau mấy ngày thì hình như khoảng hơn tuần thì cái phổi của anh là được phục hồi, phổi anh được phục hồi. Mà đây là điều phép lạ, vì cho đến khi anh cai được oxy, tức là cai được oxy xong về không tốn một đồng nào, không tốn một đồng nào. Tôi hỏi là cái tiền mượn viết không, và các anh nói là xem cái người đó giống như người nhà của mình đó, và không có nhận một đồng nào cả. Và sau đó ông này ông đúng ra là ông phải ở thêm mấy ngày, ông xin ông mua vé máy bay ngày 27 Tết á, 27 Tây á, xong rồi ngày hôm nay xuất viện qua mai đi về Bắc luôn. Bây giờ đang ở ngoài Bắc rồi. Và tôi suy gẫm một điều là nếu tôi không gieo, nếu trong những ngày tháng mà dịch chúng ta không làm thiện nguyện, không kết nối với bệnh viện, thì làm sao cái trường hợp này được cứu khi mà chúng ta không có mối quan hệ? Vì hiểu không ạ? Nguyên tắc cơ bản nhất là hạt giống, đó là hạt giống mình phải phát hiện ra mình là hạt giống, có hạt giống gì mình phải gieo, mình phải biết được hạt giống đó. Để rồi mình gieo, mà ngày hôm nay mình đi với Chúa mà mình không phát hiện trong mình có hạt giống thì làm sao mà mình gieo?
Amen. Mình phải phát hiện, mình phải cầu nguyện để mình biết phát hiện. Mình có thể dâng hiến, mình có thể yểm trợ một ai đó trong công tác phục vụ Chúa, để đồ mình đầu tư cho người đó. Tôi thấy có nhiều người họ khôn ngoan lắm, không biết có hạt giống gì, họ có thể làm được ra tiền. Họ giúp cho một ai đó trong một cái công tác phục vụ Chúa nào đó, họ gửi cái bao thờ cho người đó. Đó là một cái hạt giống gieo đó quý vị. Có nhiều người người ta làm ra tiền nhưng mà người ta không biết làm, người ta không làm được. Rồi người ta dùng cái khoản người ta có để người ta giúp cho người anh em nào đó phục vụ Chúa. Đó là gieo đó. Đó là gieo đó. Và khi các người kia, Kinh Thánh là người, Kinh Thánh đó là người trồng kẻ tưới, nhưng cũng làm cho lớn lên. Và tất cả mọi người, người ra trận hay là người ở hậu phương đều được chia bằng thưởng như nhau. Amen. Chúng ta phải cần biết. Rồi hội thánh của Chúa cũng vậy. 8:30 mình nhóm, mình không biết làm gì, mình đi sớm chút xíu. 8 giờ mình đến đây, mình xem cái hội thánh cần cái gì, xếp ghế, xếp bàn, lau. Thật sự là chúng tôi, những cái năm đầu tiên mà chúng tôi phục vụ Chúa, tôi nói vị một mình giống như một show luôn á, là vừa cầm đàn hát, vừa giảng, rồi sáng ra vừa lau nhà, xong rồi vừa xếp ghế luôn. Có ai đâu thì chúng tôi được kêu gọi, tôi phải làm thôi. Bây giờ cảm ơn Chúa là Chúa giấy các bạn lên phục vụ thay thế cho tôi rất là nhiều. Thì những năm đầu tôi cũng phải gieo những hạt giống như vậy, cho nên mới có ngày hôm nay. Thì nếu mà chúng ta không biết những cái việc rất là đơn giản, mình tìm để mình phát hiện mình có hạt giống gì, mình chịu khó dậy sớm chút xíu. Người ta 8 giờ người ta đến, mình dậy 7:30 mình đến đây. Thầy ơi, cần gì tôi đến, tôi trước tôi lau nhà. 7 giờ mình có mặt ở đây, mình lau nhà xong mình sắp ghế, mình sắp xếp rồi đó. Ok, mình chuẩn bị hết tất cả, mình phục vụ. Đó là một hạt giống mình gieo đó quý vị. Đâu có cần phải làm chuyện gì to tát đâu, mình làm những cái chuyện nhỏ nhất. Khi mình phát hiện ra, mình làm, Chúa ban phước cho chúng ta. Amen. Điều thứ hai, đó là nước. Nguyên tắc cơ bản đó là chăm sóc hạt giống bằng nước. Trong sách Thế Ký đoạn 2 câu 10, câu 14 ghi như thế này nè. Có một con sông phát nguyên từ Ê-đen chảy khắp vườn. Từ đó sông chia ra 4 nhánh. Nhánh thứ nhất là Bi-sôn chảy quanh Ha-vi-la. Nơi ấy có hà vàng tinh khiết, nhũ hương và bích ngọc. Nhánh thứ nhì là Gihom chảy từ vòng suối Cút. Nhánh thứ ba là Tiger chảy sang phía đông xứ Assyri. Nhánh thứ tư là Euphrat. Nước là một nhân tố để tưới khắp vườn. Đức Chúa Trời ngài thiết lập nước. Và trong thời điểm chúng ta biết rằng cả vũ trụ này, cả cái quả địa cầu này, 3/4 là nước. Và trong cơ thể của chúng ta ngày hôm nay là bao nhiêu phần trăm là nước à? 70% là nước. Nhìn có xương có thịt vậy chứ ở trong là nước không á? Và nước có giá trị gì? Đó là Kinh Thánh ghi lại cho nước là nhân tố không thể thiếu để phát triển hạt giống. Nước dùng để tưới khắp vườn. Và khi nói đến nước, người ta liên tưởng đến chính thân vị, đó chính là Đức Thánh Linh. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 47 từ câu 11 tới câu 2 nói là về con sông chữa lành đó, là con sông nó đi tới đâu á thì đâu à được phục hồi tới nơi đó. Cái hạt giống á, khi mà gieo rồi á, nó không phải tự nhiên nó mọc. Nó được gieo rồi nó không phải tự nhiên nó mọc, nhưng mà cần phải có gì là nước tưới. Ngày hôm nay chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta cần phải biết chăm sóc nó, cần phải biết bồi dưỡng cho chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải giống như là mình cũng giống như là bây giờ á, khi mà bệnh rồi á thì mình phải cần những cái thật sự là những cái thức ăn bổ dưỡng nó hỗ trợ cho cái bệnh của mình. Nhưng mà thật sự là chúng ta thấy rằng ví dụ một đứa bé nó còi xương thì nó phải tìm thức ăn gì để hỗ trợ cho cái bệnh còi xương đó. Một đứa bé nó thiếu về trí não của nó thì nó phải tìm những cái thức ăn gì để bổ trưởng trí não đó. Thì cũng vậy, cái hạt giống khi mà chúng ta gieo thì chúng ta cần phải có nước để tưới nó. Và nước có nhiệm vụ để sao à? Để tưới. Nước có nhiệm vụ để tưới. Và Kinh Thánh trong cái có một cái dòng sông được ghi lại trong Khải Huyền, đó là dòng sông làm vui thành Đức Chúa Trời. Và cái con sông đó nó chảy tới đâu thì chữa lành tới đây đó. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Nước là nhân tố để phục hồi cho chúng ta.
Cảm ơn Chúa, sáng hôm nay thì tôi mở mắt thôi, thì bà xã tôi làm việc có một cuộc điện thoại từ một cái đệ tử Chúa, cũng là một mục sư gọi điện thoại, và cô được sự bày tỏ. Cô nói là cô không có thời gian, mà thật sự Chúa được nhắc nhở, và cô gọi điện thoại về cho tôi và hai chị em cùng cầu nguyện với nhau. Cầu nguyện để xin Chúa ngày gột rửa hết những cái tội lỗi của mình. Và cảm ơn Chúa, tôi xin Chúa tha thứ cho mình. Nhiều khi đôi lúc mình có những cái tội lỗi mà nó ở trong mình, nó ngấm ở trong mình, nhưng mà nó vô tình nó cản trở cái phước hạnh Chúa ban cho mình. Và cảm ơn Chúa, theo lời của Chúa cho chúng ta biết đó, đó là một trong những cái đời sống mà muốn được cái sự khai phóng ở trong dòng nước thánh của Chúa tuôn chảy trong đời của chúng ta. Vì biết đó là gì không? Đó là sự thờ phượng. Khi quý vị mệt mỏi, khi quý vị khô hạn, khi quý vị tuyệt vọng, khi quý vị bế tắc, không tìm ra giải pháp, tôi khuyên quý vị luôn, đó là sự thờ phượng. Khi mà quý vị thờ phượng, thì cái dòng sông của sự sống, của sự thờ phượng, nó sẽ đến và nó giải cứu quý vị. Có đôi lúc á, mình không thắng được bản thân mình. Mình không thắng được cái xác thịt mình. Mình không thắng được tội lỗi của chính cá nhân mình. Nhưng khi vị thờ phượng á, cái sự thờ phượng nó sẽ bứt phá. Vì nhớ cái thành Jericho Kinh Thánh ghi lại không? Cái thành đó nó rất là kiên cố và Kinh Thánh là không thể nào mà phá đổ được. Vì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta cái tường thành của Jericho á, nó bằng hai chiếc xe ngựa mà chạy qua chạy lại cái tường thành nó như vậy á. Thời xưa lạnh đâu có kiểu mà có pháo để mà đặt là phá đổ thành đâu, đâu có. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Có một phương cách đặc biệt mà có thể phá đổ tường thành đó. Đó là sao à? Dân sự của Chúa đi xung quanh tường thành trong 7 ngày. Và ngày cuối cùng á, họ la lớn tiếng lên và cuối cùng tường thành bị sập. Một cái sự thờ phượng quý vị, Chúa dẫn chúng ta để phá đổ tất cả những cái tường thành đó. Và buổi sáng nay tôi muốn nói điều này để khích lệ cho chúng ta, là chúng ta phải có đời sống thờ phượng. Hãy cất tiếng ca ngợi Chúa, hãy hát một bài ca mới ca ngợi Ngài. Rất là nhiều Kinh Thánh ghi rất là nhiều cho chúng ta về hình ảnh của sự thờ phượng. Khi quý vị ở trong cái sự thờ phượng á, sự thờ phượng sẽ bứt phá những cái gì mà trong thời gian qua bị bế tắc, bị nợ nần, bị bệnh tật, bị khó khăn, bị nghèo đói, trong tình cảm, hôn nhân, gia đình. Hãy thờ phượng Chúa. Dòng sông sự sống của Chúa, dòng nước sự sống của Chúa tuôn tới chảy. Hallelujah. Cái dòng sông đó sẽ tưới, làm tưới mát chúng ta, chữa lành chúng ta. Và điều thứ ba, nguyên tắc của đất. Trong Matthew đoạn 13 đó, câu 18 câu 3 đó, là nói về cái câu chuyện người ẩn dụ về người gieo giống. Mỗi cuộc đời chúng ta có thể ví dụ giống như một mảnh đất. Và chúng ta cũng có thể ví dụ chúng ta là người đi gieo những hạt giống đó. Hạt giống là lời Đức Chúa Trời. Và người gieo giống, chúng ta phải biết rằng khi chúng ta có hạt giống, chúng ta phải gieo thế nào. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta rằng một ngày kia, và đây là ý nghĩa ẩn dụ người gieo giống, người nghe sứ điệp về nước Đức Chúa Trời mà không hiểu chẳng khác gì hạt giống rơi nhầm đường mòn chai đá, vừa nghe xong liền bị Satan đến cướp hạt giống đi. Ấy là hạt giống được gieo trong lòng, hạt giống rơi nơi lớp đất mỏng phủ trên đá, tượng trưng cho người nghe đạo vội vui mừng tiếp nhận, nhưng quá hời hợt, rễ không sâu vào trong lòng. Khi bị hoạn nạn bức hại vì đạo Đức Trời, họ vội buông tay đầu hàng. Hạt giống rơi nhầm bụi gai là những người nghe đạo Đức Chúa Trời, nhưng quá lo âu về đời này và ham mê phú quý đến nỗi làm cho đạo bị nghẹt ngồi, không thể nào kết quả được. Còn hạt giống rơi vào vùng đất tốt, chỉ về người nghe đạo Đức Chúa Trời hiểu rõ, nên đem lại kết quả dồi dào 30, 60 hay cả 100 lần như giúp gieo trồng.
nhân chúng ta hiểu về đức. Vì biết ở Hàn Quốc á, khi mà nói tới Hàn Quốc thì vì liên tưởng tới cái gì vì không? Hả? Sâm. Nếu mà nói sâm á thì phải nói là Hàn Quốc là một cái xứ sở về sâm. Vì có công nhận không? Vì tại thổ dưỡng tại đó, nó có một điều đặc biệt là khi người ta trồng sâm ở tại cái xứ sở đó thì nó ra một loại sâm rất là biệt. Và người ta cũng lấy giống đó, người ta đem qua một cái quốc gia khác, một vùng đất khác trồng, nhưng mà không bao giờ được giống như cái sâm của người Hàn Quốc. Vậy cái đất đó, nó có một giá trị đặc biệt. Cái thổ dưỡng đó nó phù hợp với cái giống được gieo. Người ta có thể đem những cái giống khác người ta trồng, nhưng mà không có loại nào bằng sâm khi được trồng tại Hàn Quốc. Ở Việt Nam mình có nhiều địa danh. Giờ Hưng Yên thì nghe nói tới gì? Hả? Nhãn Lồng đúng không ạ? Cái Bè thì có cái gì? Hả? Cái Bè hay là cái gì? Rồi ví dụ như cái địa danh chứ Sài Cát Hòa Lộc quý vị biết không? Cái địa danh đó là trồng được cái loại cái sài đó, nó trồng ở địa danh đó nó lại rất là thích hợp. Nhưng mà trồng lại những cái khác cũng có, nhưng mà cũng được, nhưng mà nó không có chất lượng bằng cái sản phẩm đó. Thì cũng vậy, chúng ta phải hiểu rằng cái đất đó nó một cái giá trị. Cho nên chính vì đó mà chúng ta hiểu ngày hôm nay, khi chúng ta gieo hạt giống á thì chúng ta phải thật sự tinh ý để tìm loại đất để chúng ta gieo. Amen. Đây là điều rất là cơ bản của chúng ta. Chúng ta muốn làm sao để cái hạt giống chúng ta phát triển tốt thì chúng ta phải tìm được đất. Có người người ta gieo đất, gieo hạt giống nó vào đất này nhưng nó bị tiệt ngồi. Tôi nghe nói có rất là nhiều người họ có điều kiện, giống như hồi nãy thầy Quốc nói á, là không có tiền mới biết xài đó, họ mới đi kìm những cái mảnh đất để họ gieo. Nhưng mà khi họ gieo thì biết không, chỗ đó đó nó không phù hợp, thậm chí nó có một cái vấn đề đó, và cuối cùng nơi đó không kết quả. Và cuối cùng thì sao à, cái việc họ gieo á bị thất bại. Đối với cái người nông dân á thì người ta gieo hạt giống á, người ta phải biết đất nào là đất tốt phù hợp với hạt giống họ gieo. Amen. Thì như vậy á nó mới kết quả. Cho nên chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta là người bước đi với Chúa, chúng ta phải hiểu rằng cái việc mà chúng ta gieo á nó quan trọng lắm. Người biết á, câu chuyện về Facebook á, thì khởi điểm của Facebook bây giờ trở thành Apple á, và Facebook là những tập đoàn bây giờ gọi là đa quốc gia và rất là giàu có. Nhưng khởi điểm người biết sao không, biết bao nhiêu người không? Nó chỉ có hai người đầu tiên thôi, là hai người bạn. Họ giống như là họ trao rỡi, họ tin tưởng để họ làm cái dự án đó. Rồi khi mà tôi có cơ hội mà tôi đi qua bên gọi là Las Vegas á, thì hai thầy trò đi qua đó một lần, và tôi nghe kể lại cái thành phố Las Vegas á, nó được thành lập đầu tiên ở đó chỉ bởi ba người. Ba người đó đó là có một cái gọi là biến cái thành cái chỗ là gọi là sa mạc, quý vị hiểu từ sa mạc không, là khô khan á, trở một cái thành phố gọi là ăn chơi, bây giờ kêu là gọi là thành phố là Sin City. Tôi không nói về cái hướng tiêu cực, nhưng mà tôi nói về hướng tích cực. Họ cu mang, họ hoài thai, họ làm cái dự án đó chỉ bằng ba người thôi, mà bây giờ nó trở thành một đế đô gọi là tội lỗi, ăn chơi casino rồi tất cả một cái, nói chung là cái gì bên Mỹ có là ở đó nó tập trung hết luôn á. Họ tìm những cái mảnh đất, họ có hạt giống rồi, họ tìm mảnh đất. Và năm mới này chúng ta biết hạt giống chúng ta là gì, chúng ta phải tìm được cái mảnh đất chúng ta gieo. Chúng ta phải tìm được những người bạn mà chúng ta gieo, chúng ta tìm được những người bạn mà chúng ta hiểu được rằng nó sẽ phát triển tốt cho cái công việc kinh doanh của chúng ta. Chứ phải tìm được những người bạn, những đồng công mà nó tốt cho cái công việc làm ăn của chúng ta, trong cái mối quan hệ nó tốt cho chúng ta. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta đầu tư sai, hạt giống chúng ta tìm những mảnh đất sai, thì chúng ta hiểu cái câu chuyện gì? Đó là nó sẽ kéo theo rất là nhiều cái hệ lụy, mà từ cái công việc kinh doanh, từ cái công việc làm ăn, tất cả các mối quan hệ sai.
có một người chị em, đây là câu chuyện có thật, không có đếm như mình luôn. Người chị em này yêu mến Chúa lắm. Vào ngày kia người chị em này thấy một cái gia đình này, một cái cô này được cầu nguyện, được Chúa chữa lành và cu mang thương đem về nhà. Đây là gia đồng cơ đốc nhân chứ không phải là người ngoại. Tôi nóng nói người ngoại, tôi nói nó coi đốc nhân nha. Cô này cu mang đem cái người này về ở với gia đình mình, chung sống trong gia đình luôn. Một ngày kia, một thời gian sau, vài năm sau, cô phát hiện sao cái người mình cu mang lấy luôn chồng của mình. Mình phải hiểu cái câu chuyện này, một cái hình ảnh để cho mình biết cái mảnh đất mình gieo á, cái mảnh đất mình đầu tư á, nó rất là quan trọng. Và bài học này cho chúng ta biết được một điều, đó là những cái hạt giống mà chúng ta có, chúng ta phải tìm được mảnh đất phù hợp để gieo. Và nếu nó không phù hợp á, thì nó sẽ kéo rất là nhiều cái hệ lụy, những cái nan đề nó đem đến cho mình, và chính mình tự mình gieo không đúng chỗ. Amen. Mình phải phân biệt được điều này. Và nếu không được thì mình cầu nguyện Chúa, Chúa ơi hãy chỉ con. Con với nan đề này con phải làm thế nào? Với nan đề này con phải giải quyết thế nào? Với nan đề này con phải giải quyết sao? Và điều mà tôi cũng khích lệ hội thánh của Chúa buổi sáng nay, đó là khi hạt giống, bản thể của hạt giống là khi mà gieo rồi đó, thì nó phải sinh sôi để nở. Hãy nhớ nha, hạt giống khi mà được gieo rồi đó, bản thể của nó là sinh sôi nảy nở. Và buổi sáng hôm nay, cái cô mục sư đó gọi lại cho tôi. Đôi lúc mình vô tình, mình mở lòng ra cho hạt giống cay đắng, cho hạt giống không tha thứ nó gieo vào mình. Có không vị? Có. Và không phải tự nhiên nó ở đó đâu, tại vì mình mở lòng ra, mình cho hạt giống nó gieo vào mình. Và tức khi mà hạt giống được gieo rồi á, thì lập tức sao à? Tự nhiên nó phát triển trong đó. Nó phát triển. Buổi sáng nay tôi muốn nói điều này để khích lệ hội thánh của Chúa. Và chính cá nhân tôi cũng được sự dạy dỗ rất là nhiều. Từ lúc chúng ta mở lòng mình ra, giống như mảnh đất, mà cho phép những cái hạt giống cay đắng, không tha thứ, tổn thương, nó lớn với cuộc đời của mình. Và nó làm gì? Nó làm cho mình bị nghẹt ngồi. Nó làm cho mình bị mất phước. Nó làm cho mình bị gọi là bị ngưng lại những cái nguồn phước Chúa ban cho mình. Và chúng ta phải giải quyết cái điều đó khi chúng ta biết rằng chúng ta cần phải được giải quyết. Amen quý vị. Tại vì mình phải hiểu rằng cuộc đời mình Chúa tạo dựng nên, và Chúa nói rằng Chúa tạo dựng nên ấy là điều tốt lành. Amen. Chúa tạo dựng nên tôi và vì đấy là điều tốt lành. Chúa tạo dựng nên thân thể này, đây là điều tốt lành. Chúa tạo dựng tất cả mọi điều trên thế gian này thì là tốt lành. Nhưng tại sao cuộc đời mình không có tốt lành? Tại vì mình mở ra để gieo những hạt giống đó, nó vào cuộc đời của mình. Nhiều khi tình cờ mình ngồi mình uống ly cà phê, hay là thậm chí mình ngồi mình ăn ly kem, hay là nhiều mình ngồi mình tán gẫu, tự nhiên nó đem vào cái luồng tư tưởng cái người đó đã từng làm tổn thương mình. Bỏ đầu mình lại tiếp tục cay đắng người đó. Và nó làm cho mình nghẹt ngồi. Mình bị mất phước. Buổi sáng nay xin Chúa thương xót chúng ta, không cho phép những điều đó được gieo vào lòng của chúng ta. Nếu mà chúng ta có cay đắng ai đó, xin Chúa tha thứ cho mình. Mình có làm, tức là mình bị tổn thương ai, mình cũng xin Chúa Ngài tha thứ cho mình. Vì chính những điều đó làm cản trở mình. Vì hiểu giống như một máng xấu mà nó bị một cái đống rác, nó bị chặn lại, nó không đem cái nguồn phước đó cho mình được. Mình phải giải quyết nó. Mình tuyên bố với toàn đúng đấy, tuyên bố với toàn của Chúa, Chúa ơi con tha thứ cho người đó. Và Kinh Thánh Chúa trong thơ ghi lại là nếu mà chúng ta dâng cụ lại á, và tra xét lại mình, nếu mà mình có mắc tội ai á, thì mình phải giải quyết cái vấn đề đó trước, lúc bây giờ Chúa mới tha thứ cho mình.
Cho nên là tại sao rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều cái hoàn cảnh xảy ra với cuộc đời của mình mà mình không giải quyết được. Mình phải cần phải tra xét. Tôi không thể giải quyết vấn đề quý vị, nhưng mà Chúa có thể giải quyết cho quý vị. Tôi không biết cái vị đang đối diện điều nào, nhưng mà Chúa biết vị đang đối diện điều nào. Mình hỏi Chúa, Chúa chỉ cho mình. Chúa chỉ cho mình hết luôn tất cả những gì. Mà một trong những tắc đó là sự ngạt ngồi đối với mình, chèn ép mình, làm cho mình bị ngạt ngồi. Và điều cuối cùng đó là thời điểm. Trong sách Ký đoạn 2, đoạn 8 câu 21 câu 2 đó là Chúa hứa với chúng ta đó là: hễ đất còn thì mùa gieo và mùa gặt, tiết trời lạnh và nóng, mùa hè và mùa đông, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Có nghĩa là thời kỳ và vụ mùa. Khi chúng ta làm điều tốt, vì hãy tin một điều, đó là gì? Điều chắc chắn phải xảy ra với điều công chính và điều tốt chúng ta làm, nó sẽ phải sản sinh ra điều tốt. Amen. Tôi hỏi quý vị là ngày hôm nay, vì thấy có nhiều điều bất công xảy ra không? Có không? Có. Rất là nhiều. Thế giới này Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, nó không có sự công chính đâu. Nếu mà quý vị trông mong có sự công chính á, thì nó sẽ không bao giờ đạt được cái điều gì trong mong đâu. Vì thế giới này nó được mua chuộc bởi rất là nhiều điều. Đừng bao giờ trong mong sự công chính lên loài người, vì loài người có hơi thở từ lỗ mũi. Và Kinh Thánh ghi là cơn giận người ta thì không thể nào làm nên và sự công bình của Đức Chúa Trời. Mình thấy rất là nhiều. Bữa nay nghe một bài báo này nói về trường hợp này, bữa nay nghe bài báo này nói về trường hợp này, bữa nay nghe bài báo này nói về trường hợp này. Và quý vị muốn đòi cái sự công chính, tôi xin thưa quý vị, không bao giờ có sự công chính. Chỉ có Đức của Trời lớn công chính. Nhưng mà hãy nhớ một điều là nó có thời điểm của nó hết. Và khi chúng ta gieo điều công chính, chúng ta gieo điều tốt, chắc chắn, tôi dùng từ chắc chắn, đến thời và kỳ, chúng ta sẽ gặt được điều tốt Chúa ban cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta gieo thù hận, gieo cay đắng, gieo nói xấu, gieo vu khống cho anh em mình, đến thời đến kỳ chúng ta sẽ gặt lấy những cái hậu quả mà chúng ta gieo. Đức Chúa Trời là công chính, thời kỳ đều phải xảy ra hết. Một minh chứng rất là rõ nghĩa để chấm dứt cái bài học buổi sáng hôm nay. Ngày hôm nay con người mình muốn cái gì cũng nhanh đó, muốn cái gì cũng lẹ chứ, muốn cái gì cũng là nhanh gọn lẹ. Đó là người ta cải tạo, cải thiện, và người ta làm sao cho nó nhanh. Giống như gần rồi tôi kể câu chuyện về con gà, nhớ câu chuyện con gà không? Ngày con gà đẻ con trứng đi, bây giờ là ngày nó làm cải tạo con gà, ngày đẻ 3-4 trứng luôn, kinh khủng không? Kinh khủng lắm. Tại vì tôi không tiện nói trên đây vì mạng xã hội, nhưng mà kinh khủng lắm quý vị ơi. Con người mình nó muốn làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ, con gà mà một cái bản thể của nó là Đức Chúa Trời tạo dựng lên, ngày nó chỉ đẻ 1 trứng thôi, nhưng mà con người mình làm sao mà đẻ 3-4 trứng? Chàng ơi, cái sức nào mà chịu nổi? Mà con gà nó không chịu nổi, người ta mới bơm vào những cái chất cho nó ăn, những cái cám cho nó ăn, những tích kích thích để nó sanh lẹ. Mà khi mà sanh rồi một thời gian thì con gà nó không còn cái gì, nó kiệt quệ cho nó. Con heo cũng vậy. Hồi xưa con người mình đâu có bị gọi là bệnh ung thư, bệnh gọi là đủ thứ chuyện bệnh đâu. Mà con heo nó muốn rồi là tăng trưởng, là vì tăng trọng nên ăn những cái gọi là gì, chất tăng trọng. Người thấy không à? Quá kinh khiếp như vậy. Tội lỗi của người nó như vậy đấy. Nhưng bây giờ người ta thuần hóa, người ta tìm những gọi là organic. Nghĩa là cái gì bây giờ cái đóng mát vô organic, organic là mua mua tím. Thật sự bao nhiêu cái điều là organic. Trái cây bị ăn á, bao nhiêu là organic. Một cái người công nông dân á, rất là nhiều doanh nghiệp người ta muốn đầu tư luôn quý vị, một cái gọi là một cái mảnh vườn mà trồng những cái trái cây mà gọi là
Tự nhiên, quý vị hiểu tự nhiên không? Là không có phun thuốc, không có gọi là dòng sử dụng những cái gọi là những cái hóa chất để rồi làm sao làm phun cho nó sâu bọ nó ăn đó. Người ta cũng muốn lắm, nhưng khổ cái là khi mà sản xuất ra, thứ nhất là lâu, thứ hai là ra cái trái nèo đem ra chợ bán nhìn nhìn nó không có giống những cái trái cây kia tôi, và cuối cùng người ta bán không được. Rất là nhiều doanh nghiệp phá sản vì họ muốn đi theo hướng đó. Điều đó để cho chúng ta thấy một điều thế nào: thời và kỳ. Nếu chúng ta làm công chính, bước đi với Chúa, tin cậy với Chúa, Đức Chúa Trời là đứng xét lẽ công chính và ban phước cho chúng ta. Amen. Để đầu một năm mai nay này, chúng ta phải thay đổi cái tư duy này. Những cái điều mà chúng ta học trong buổi sáng hôm nay, thứ nhất là gì? Là gì quý vị? Hạt giống. Mình phải biết mình có hạt giống gì để mình làm. Hồi nãy giờ tôi phân tích rồi đó. Nếu mà mình không biết hạt giống gì mình làm á, thì xin Chúa chỉ cho mình. Nãy giờ tôi chỉ rồi đó. Không biết á thì lên đây sớm chút xíu, lau nhà, dọn bàn ghế, đúng không ạ? Lên nấu ấp trà, đãi đầy tới Chúa, amen. Để cái bình trà dưới đó, anh em tới. Đó rất là nhiều cái chuyện. Rồi thậm chí á, mình lại sớm, mình có chạy dẫn xe phụ. Đó là những cái hạt giống mình cần phải gieo trong năm nay. Rồi mình cảm thấy người nào hầu Chúa, ai đó không cần nhất thiết vào thánh yêu thương, mình cảm thấy nơi nào mình đầu tư cho vương quốc thiên đàng, mình đầu tư. Tôi không nói về đầu tư cho tôi hay thầy quốc hay ai, nhưng mà mình thấy rằng cái việc gì đó về công việc Chúa cần đầu tư, mình có thể dâng hiến. Đó là hạt giống mình gieo đó vậy. Thứ hai về nước, hãy sự thờ phượng, hãy dành đời sống thờ phượng. Sự thờ phượng có thể giải cứu chúng ta, sự thờ phượng giải phóng chúng ta, sự thờ phượng. Thứ ba là gì nhớ không? Nhớ gì? Đức. Hãy gieo hạt giống vào nơi đức tốt. Hãy xem mình là mảnh đất để cần phải đưa hạt giống gì vào cuộc đời mình. Đừng đưa những hạt giống mà cay đắng, ghen ghét, đố kỵ, không tha thứ những hạt giống vào cuộc đời của mình. Nhưng mà hãy đem những hạt giống yêu thương, hãy đem những hạt giống vui mừng, hãy đem những hạt giống bình an, hãy đem những hạt giống khích lệ, hãy đem những hạt giống tha thứ vào cuộc đời của mình. Và cuối cùng đó là thời điểm khi thì làm. Đến thời kỳ quý sẽ được gặt những điều tốt nhất Chúa ban cho chúng ta. Nếu chúng ta làm công chính, Chúa ban phước cho chúng ta. Và nếu chúng ta làm sai trật, chúng ta sẽ gánh lấy cái hậu quả, để làm một di chứng kinh khủng trên cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta đứng lên và chúng ta hướng lên với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.